gia đình chú Lục Văn Hồ, sinh năm 1971, ngụ tại ấp 11, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, là gia đình thuộc hộ nghèo. Khi bốn thành viên sống trong căn chòi nhỏ sơ sát siêu vẹo với diện tích chỉ vừa hơn 30 m². Kinh tế của gia đình cũng rất khó khăn. Hàng ngày chú Hồ đi làm thuê để kiếm sống. Ai thuê gì làm đấy, dù cực khổ cách mấy chú vẫn cố gắng để kiếm từng đồng về lo cho vợ cho con. Vợ là cô Ngô Hồng Linh, vì bị bệnh tim nên cô không thể lao động nặng nhọc được. Cô chỉ ở nhà nuôi con và đưa đón các con đi học. Hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học mà gia đình thì rơi vào cảnh nghèo túng, khiến việc học của các con đôi lúc bị trì níu bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cha cực, mẹ đau. Gia đình đang cần lắm sự giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm của quý Phật tử gần xa để sớm có được căn nhà khang trang, che mưa che nắng. Cha mẹ yên tâm lao động, còn các con vững bước học hành. Trưa ngày 25 tháng 11 năm 2018, đoàn chúng tôi đến thăm và trao tặng ngôi nhà tình thương cho gia đình chú Lục Văn Hồ. Nhưng hiện tại ngôi nhà vẫn còn đang trong quá trình xây dựng, chưa được hoàn thiện. Nhà tình thương mà chúng tôi mang đến đây không đơn thuần là ngôi nhà có giá trị về mặt vật chất, không chỉ là ngôi nhà tường gạch, mái tôn vững chắc hơn để ở, mà nó còn là những ngôi nhà đẹp về giá trị tinh thần, về tình yêu thương giữa người với người. Thì báo với quý vị thì do điều kiện người thợ xây nhà bị bệnh cũng như do thời tiết nên đến thời điểm này thì căn nhà của gia đình chú Hổ cũng chưa gọi là hoàn thành. Tuy nhiên thì hôm nay đoàn đến đây do điều kiện đường xá xa xôi nên chúng ta cũng tiến hành lễ bàn giao nhà. Sau cái buổi lễ bàn giao nhà này, khi nào mà nhà của ông Lục Văn Hổ xây dựng hoàn thành thì đại diện ban thường vụ huyện Đoàn U Minh sẽ ghi hình ảnh lại và gửi cho chỗ câu lạc bộ Ánh Từ Quang, là chỗ bạn Quang đây, và sẽ báo cáo nhà tài trợ như quý thầy ở chùa Lâm Tỳ Ni. Thì báo với gia đình của chú Lục Văn Hổ thì đến ngày hôm nay về phía đoàn tài trợ sẽ đến bàn giao cho nhà chú. Về phía chùa Lâm Tỳ Ni thì tôi xin trân trọng giới thiệu có thầy Thích Nhẫn Bình, trụ trì chùa Lâm Tỳ Ni. Ở bên cạnh đó thì có cô Hồng. Cô Hồng là đại diện cho Phật tử đã hỗ trợ toàn bộ tiền căn xây dựng căn nhà cho chú. Đây là cô Hồng đã hỗ trợ tiền xây dựng nhà cho chú. Xin trân trọng kính mời thầy Thích Nhẫn Bình sẽ có đôi lời phát biểu trong buổi lễ bàn giao ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử trong đoàn từ thiện của chùa Lâm Tỳ Ni, thì hôm nay chúng ta bàn giao căn nhà ở Cà Mau cho chú Lục Văn Hổ. Thì quý vị biết là hai cái căn nhà ở Cà Mau này đường xá rất là xa xôi, nhưng mà sở dĩ chúng ta biết được hai căn nhà này là do em Quang. Em Quang này trong câu lạc bộ Ánh Từ Quang ở Sài Gòn. Em là một trong những Phật tử mà giúp cho đoàn từ thiện của chùa Lâm Tỳ Ni rất là nhiều. Thì em là cái người mà giới thiệu cho đoàn chúng ta xuống khảo sát hai căn nhà này. Thì khi em giới thiệu xong rồi thì có thầy Nhuận Bi là cũng là một trong những vị thầy mà đại diện cho chùa Lâm Tỳ Ni bên Boston lo những cái việc từ thiện ở Việt Nam. Chính vì vậy trước khi mà xây một cái căn nhà, chùa Lâm Tỳ Ni khảo sát rất là kỹ. Em Quang khảo sát lần thứ nhất, rồi đến thầy Nhuận Bi khảo sát lần thứ hai. Mà tuy là đường xa xa, nơi xa, nhưng mà chúng ta vẫn khảo sát rất là kỹ để trao cho đúng đối tượng. Chính vì vậy mà hôm nay thì có cô Hồng, Pháp Danh Quảng Nhung, là Phật tử ở Houston, Texas. Cô là cái người mà tài trợ cái căn nhà này. Thì cô đi theo và
trong đó có trao cho gia đình 10 triệu trong đây nữa, và còn những cái vật dụng này với những cái phương tiện thì của đoàn mỗi người mỗi ít đi theo để mà trao. Đó là nói rõ về cái tài chính của cái đoàn của chúng ta. Thì Nhung Bình cảm ơn em Quang, cảm ơn chị Trinh đã theo dõi và giám sát cái căn nhà xây dựng đây, và cũng cảm ơn chị Quảng Nhung. Thì chị lát này chị đại diện chị trao cái bức thư này cho gia đình, và hy vọng rằng chị cũng phát thêm cái tâm và kêu gọi bạn bè sau này phát thêm nhiều căn nhà nữa. Giờ này thì mời chị có đôi lời ha, cái cảm nghĩ khi mà chị giao cái căn nhà như vậy. Dạ. Dạ, con xin kính chào quý thầy, sư cô, quý Phật tử trong đoàn từ thiện, quý chính quyền địa phương và tất cả các cô, chú, bác, anh chị em có mặt ngày hôm nay. Con nhờ sự nhân duyên của thầy Thích Nhuận Bình mà ngày hôm nay con được tới huyện U Minh ở đây để mà được chia sẻ căn nhà tình thương ở đây cho bác Lục Văn Hổ. Hôm nay con đi thì con thấy cảm nhận cái đường xá rất là xa xôi mà khó khăn. Mà khi đến đây con cũng nhìn thấy tất cả bà con đây còn nhiều cái khổ lắm, thiếu thốn, cực khổ rất là nhiều. Thành ra con cũng, với tấm lòng con cũng xin các anh chị em, các bác, cô chú ở xa gần, trong nước cũng như ngoài nước, nếu mà khi coi được cái chương trình của nhà tình thương của thầy Thích Nhuận Bình đó, thì phát tâm chút đỉnh, mỗi người chút xíu cũng được, góp được nhiều phần vô để mà chia sẻ thêm nhiều căn nhà nữa trong năm 2019-2020 trở lên, để cho thêm những đồng bào ở tại các tỉnh xa xôi như ở đây. Dạ, và con cũng xin kính chúc tất cả các bác, cô chú, anh chị em, quý thầy có mặt, sư cô được dồi dào sức khỏe, dạng sự cát tường, A Di Đà Phật. Xin cảm ơn cô Thu Hồng rất là nhiều, và sau đây xin mời đại diện gia đình chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn ở đại diện chùa Lâm Tỳ Ni cũng như cô Phật tử cô Hồng. Dạ, trước hết thì con cũng xin lời chúc các cô, các cậu, các chú, mấy dì với mấy thầy là cũng giúp đỡ cho con được cái số tiền để con lên một cái căn nhà gì đây để đựng, tạo dựng được cái mái ấm lo gia đình tương lai sau này. Cũng rất cảm ơn. Quý vị có ủng hộ thêm gia đình thì quý vị nào tới ủng hộ thêm cho gia đình có thêm chút tình tài trong cuộc sống. Dạ rồi, cảm ơn tất cả các Phật tử. Chúng ta cho chồng phô tay. Dạ. Dạ, con cũng hy vọng rằng trong thời gian tới thì cô sẽ tiếp tục tài trợ những cái số tiền mặc dù là nó không lớn, nhưng sẽ giúp đỡ được những cái bà con mà có hoàn cảnh khó khăn nhà ở trên địa bàn quận Minh sẽ có căn nhà ổn định hơn trong thời gian tới để phát triển được cái gia đình. Một lần nữa xin cảm ơn. Bởi những người nghèo luôn biết phấn đấu vươn lên như gia đình chú Hồ đây. Họ xứng đáng được ở những mái nhà khang trang như thế để bù đắp cho những thiệt thòi trong cuộc sống và cả những tận tụy hy sinh của họ với gia đình. Vậy là thêm một ngôi nhà tình thương nữa lại được trao tặng. Phật sự này được thành tựu như hôm nay không phải là sự ngẫu nhiên, mà là sự kết tụ từ bao nhiêu tâm nguyện, bao nhiêu đêm thao thức, bao trăn trở suy tư của những người con Phật mang đầy trách nhiệm. Quý Phật tử cùng trợ duyên với đoàn dưới mọi hình thức đã chẳng ngại gian lao khó nhọc, dù trực tiếp hay gián tiếp, thì đó đều là nghĩa cử cao đẹp của những người con Phật. Và với lòng hoan hỷ cũng như phát xuất từ tâm từ bi ấy đã tạo nên chất liệu keo sơn và nối liền nghĩa đạo, tình đời, hòa quyện thiêng liêng. Chúng tôi mong rằng sự nhiệt tâm ấy luôn được nhân lên mãi trong thời gian tiếp theo. Có được như thế là chúng tôi cùng nhau dựng xây được thêm nhiều ngôi nhà cho bao phận người nghèo khổ.
chúng tôi với lòng cảm niệm công đức thật sâu xa và viết lên lời cảm ơn chân tình đối với tất cả quý vị đã nhiệt tâm hộ pháp cho chương trình Ngôi Nhà Tình Thương của chùa Lâm Tỳ Ni được thành công viên mãn.